hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Chúng ta đều hiểu rằng Thế vận hội là sân chơi của những vận động viên hàng đầu thế giới, rất mạnh và rất đẳng cấp. Các vận động viên của chúng ta lại càng hiểu hơn điều này. Phải làm thế nào để cuộc tranh tài này có một cái kết đẹp nhất, cho dù tấm huy chương có thể là còn xa vời. 1 kg trong cử tạ, 1 điểm trong môn cầu lông, hay chỉ là 1% giây ở môn bơi, tất cả đều giá trị và đáng tự hào. Nguyễn Thùy Linh, tay vợt đã để lại những dấu ấn đậm nét ở môn cầu lông, đã cho thấy mình đã chuẩn bị kỹ như thế nào cho giấc mơ tham dự Olympic. Lần đầu tiên tham dự Thế vận hội và có được 2 chiến thắng khi trở về. 2 chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mà những đối thủ của Thùy Linh là những người xếp trên cô trên bảng xếp hạng thế giới. Hãy xem cái cách mà Nguyễn Thùy Linh, hạng 49 thế giới, vượt qua những đối thủ này một cách thuyết phục như thế nào. Đầu tiên là Queen Souffray, tay vợt người Pháp hạng 39 thế giới. Thùy Linh chỉ mất có 34 phút thôi để có chiến thắng sau 2 xét đấu với cùng tỷ số là 21-13. Một trận đấu vượt trội hoàn toàn của tay vợt Việt Nam. Đó là trận đấu đầu tiên của Thùy Linh trong một kỳ Thế vận hội và cô đã có chiến thắng một cách ngọt ngào. Thùy Linh cũng đã thắng một tay vợt khác có thứ hạng cao hơn mình là Sabina Jacque, hạng 46 thế giới, chỉ sau có 33 phút tranh tài mà thôi. 2 chiến thắng của Nguyễn Thùy Linh là không đủ để giúp cô giành quyền đi tiếp, bởi ở bảng đấu này còn có tay vợt số 1 thế giới Tai Yujing, người cũng chính là thần tượng của Thùy Linh ở môn cầu lông. Đây cũng chính là thước đo chuẩn xác nhất để xem chúng ta đang ở đâu trên hành trình thu hẹp những cách biệt với những vận động viên hàng đầu trên thế giới. Và Thùy Linh đã cho thấy cô đến Tokyo không chỉ để chụp bức ảnh này với thần tượng của mình, bởi trước đó thì Tai Yujing đã phải trải qua một trận đấu vất vả thực sự. Trước tay vợt số 1 thế giới Tai Yujing, Nguyễn Thùy Linh đã có một set đấu dù thua, nhưng có lẽ là chất lượng nhất từ trước tới nay. Thời điểm đáng chú ý nhất là khi Thùy Linh dẫn trước Tai Yujing 16-14, Thùy Linh cách chiến thắng 5 điểm, trong khi Tai Yujing phải cần đến 7 điểm. Vậy mà đương kim số 1 thế giới đã làm được điều đó, khi thắng luôn 7 điểm liên tiếp. Ngay sau khi dẫn đối thủ 2 điểm, Thùy Linh ngay lập tức giao cầu hỏng, mở ra cơ hội cho Tai Yujing lật ngược thế trận. Pha mắc lỗi giao cầu này có phần khiến Thùy Linh bị tâm lý. Những pha sang cầu của Thùy Linh sau đó thiếu đi một chút chuẩn xác, tạo điều kiện để Tai Yujing liên tiếp có những pha đập cầu ăn điểm. Điều này trái với những pha cầu chắt chiu cẩn thận của Thùy Linh ở thời điểm đầu set 1. Sau khi em đánh xong với tay vợt số 1 thế giới thì em nghĩ rằng là mình hoàn toàn có khả năng có thể đánh được với họ, chứ mình cũng không quá thua quá xa họ, và em nghĩ rằng là đây là một cơ hội rất là tốt để cho mình cố gắng tập luyện hơn nữa. Và sau khi trải nghiệm Olympic theo cách ấn tượng nhất thì cũng là lúc chúng tôi đặt ra câu hỏi: Thùy Linh đã mơ về Olympic như thế nào và đã chuẩn bị như thế nào cho mục tiêu này? Ước mơ đến với Olympic của em là khi mà em xem đàn chị của mình thi đấu tại Olympic 2016, và sau đó thì em có một cái ước mơ rằng là em sẽ được đặt chân tới Olympic tiếp theo. Máy lọc nước AO Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.